Nếu ai là fan trung thành của Liên minh Huyền thoại Việt Nam đều biết, Madora là một trong những gương mặt vô cùng quen thuộc trên sóng trực tiếp. Nữ streamer theo đuổi phong cách quyến rũ nên đã thu hút được một lượng lớn người hâm mộ theo dõi. Không những vậy, cô càng được mọi người chú ý đặc biệt hơn sau khi trở thành nữ MC của giải đấu VCS. Trên mạng xã hội, Madora thường xuyên khiến các fan phải nóng mặt với những bức ảnh khoe thân hình trắng trẻo, nụt nà và đầy gợi cảm. Mới đây, cô nàng lại tiếp tục khiến các fan phải đứng ngồi không yên khi đăng tải bức ảnh khoe diện mạo mới. Vào tối Trung thu vừa qua, Madora đã bất ngờ đánh úp các fan khi chia sẻ bức ảnh khoe mái tóc mới vô cùng cá tính. Chỉ một thời gian ngắn sau khi đăng tải, tấm hình đã thu về hàng chục nghìn lượt tương tác. Không chỉ khoe mái tóc mới, nữ streamer cũng vô tình để lộ vòng một trắng ngộm ngộm cực quyến rũ. Đa số các fan sau khi thấy bức ảnh đều vô cùng thích thú với mái tóc mới của Madora. Một số khác còn rất mong chờ ngày VCS khởi tranh để được thấy diện mạo mới này trên sóng livestream. Nhiều netizen đã để lại bình luận cho Madora như: "Vừa xinh lại còn nóng thế kia, ai chịu nổi đây? Chị Hằng đây rồi, đúng là MC quốc dân mà." Cô liên tục thay đổi phong cách nên Madora luôn khiến người hâm mộ say đắm mãi. Bên cạnh đó, cùng với tính cách hài hước, gương mặt xinh đẹp và đặc biệt là thân hình trắng nõn quyến rũ, cô nàng MC của VCS dễ dàng đúng gục mọi trái tim của người hâm mộ. Đặc biệt, cô nàng streamer xinh đẹp thường xuyên chiều lòng các fan khi đăng tải những bộ ảnh thiếu vải vô cùng gợi cảm lên mạng xã hội, khiến ai nấy xem xong đều đứng ngồi không yên. Đây không phải lần đầu tiên Madora khiến cộng đồng mạng phải nóng mặt. Cô nhiều lần đăng tải bức ảnh diện chiếc áo ngắn khoe trọn vòng một căng tròn nóng bỏng. Bức ảnh của nữ MC xinh đẹp thu hút về hàng chục nghìn lượt tương tác. Dù cho sau đó Madora đã thông báo rằng cô nàng vừa tăng 1 kg trong thời gian giãn cách, thế nhưng rõ ràng các fan của bóng hồng làng Liên minh Huyền thoại vẫn khen ngợi không hết lời trước nhan sắc đỉnh cao này. Vừa xinh đẹp, tài năng lại vô cùng quyến rũ, các fan Liên minh Huyền thoại Việt luôn đón chờ màn phỏng vấn của Madora mỗi khi lên sóng. Nàng hot girl này cũng từng góp mặt trong các bộ ảnh quảng cáo, một số phim học đường và phim ngắn chiếu mạng. Chưa kể, Madora cũng đã làm công việc VJ tiếng Anh cho kênh YouTube năm 2017. Chưa từng tiết lộ tổng thu nhập có được là bao nhiêu, nhưng dễ thấy cô nàng đa tài này rất chăm chỉ cày cuốc. Tuy vậy, tần suất làm việc dày đặc khiến fan không khỏi lo lắng cho sức khỏe Madora. Đặc biệt là sau lần nữ MC ngất xỉu ngay trên sóng với nguyên nhân được cho là do cô nàng không chú ý đến việc ăn uống, dẫn đến cơ thể bị kiệt sức rồi xảy ra sự cố đáng tiếc. Tưởng chừng là do quá say mê khi làm việc nên Madora lơ đễnh sao nhãng quan tâm sức khỏe của bản thân. Thế nhưng lý do thực sự không phải như vậy. Nữ streamer gốc Đà Lạt vẫn biết tình hình. Tuy nhiên cô nàng phải cố gắng gượng vì có động lực to lớn. Madora từng khiến fan phải rưng rưng với chia sẻ của cô trên Facebook cá nhân. Mình hay được hỏi cứ liệu mạng stream làm việc kiếm tiền tới ngất để làm gì. Hôm nay mẹ gọi bảo bố chuẩn bị mổ. Mình không cần do dự lấy tiền mình tiết kiệm được đưa cho mẹ. Cực nhọc đổi lấy bình yên cho gia đình, với mình là đủ. Theo đó, dòng trạng thái được Madora đặt chế độ chỉ bạn bè mới xem được. Nữ MC dường như chỉ muốn tâm sự một chút để thỏa nỗi lòng, chứ không phải công khai kể lể. Với việc cam chịu vất vả, nữ MC chỉ mong tích góp được khoản tài chính ổn định để có thể chăm lo giúp cho gia đình, cho bố mẹ, nhất là khi có những chuyện bất ngờ xảy ra, không lường trước được. Tuy vậy, cô nàng cũng rõ ràng quan điểm, kiếm tiền từ chính sức lao động của mình, chứ nhất định không làm việc gì trái với đạo đức và bản thân không cho phép. Trong chuyện tình cảm, cô nàng khá kín tiếng và chỉ người thân cận mới biết rõ. Trước đó, Madora bắt trend Have You Ever và hé lộ vài điều về tình cảm cá nhân. Cụ thể, cô nàng tiết lộ từng thích người nhỏ tuổi hơn, yêu người không yêu mình. Đặc biệt, Madora còn bày tỏ bản thân từng bị cắm sừng. Có vẻ như dù xinh đẹp nóng bỏng nhưng Madora vẫn không thoát khỏi cảnh mọc sừng. Mặt khác, miễn cưỡng sẽ không hạnh phúc. Khi đã biết được rằng tình cảm giữa cả hai không còn nguyên vẹn nữa, thì nên buông tay nhau ra, xa nhau một thời gian để xem cả hai thật sự cần gì, đừng cắm sừng nhau.